khu vực Lộc Viện là ngày xưa các ba vợ lẽ của vua ở. Là đầu tiên là vua Gia Lộc là 102 ba vợ. Vua thứ hai là Minh Mạng 500 ba vợ. Ôi giời ơi, 500 ba vợ. Dạ, bữa nay có người thân của Minh Mạng Gia Lộc là đó. Đó, thôi là mình có thể tham gia thử tích sự. Chị thấy một cái văn này, một vừa ba đấy, là một viện đó. Đôi khi đóng rất nhất là tới 80 mấy ba, trên là một viện. Thì mình hiểu giống như chị tất cả các ba ở có cái dương dưới thì cũng có phải trong dưới nhà trạm lề đó. Còn cái hành lang mình đang đứng ở đây. Cảm ơn lấy mẹ. Trường lang là sư. Cái này thì hành lang này được phục dụng sau này. Là cái lỗi là cũng như thế đó. Cảm ơn nhà thì mình mất tình. Và đấy là những lộ chả bị đó bị tiêu thụ hạn chế đó bom này hay là không còn gì nữa qua nơi ở của mẹ vua rồi đi chỗ mà quay đây là mẹ nơi ở mẹ vua trong này đều sẽ ở đây. Đấy ngày xưa cũng có một cái lỗ thông lớn này, bên kia được phục dựng lại, ta rất là những chuyện lên mất. Thân rẻ ta đi ra này. Cái nhà này là kia bên trái này, đi qua coi đây này, kiều của Thái Hậu, kiều này có là phù liệt, mưu sở mưu kiếp, là một tấm một cái phương tiến là của ba ngày trước, và ba tư cũng là mẹ của bố bảo tài trị dùng cuối cùng. Khi tuy theo cả các xã hội thì Thái Hậu liệt sẽ đi một cái nhà khác nhau, bởi đi trước, tạm người, mưu sở mưu ra mưu sở mưu, và mưu sở Thái Hậu, lừng thì sẽ ra lệnh đâu chính phủ. Để từ mua thì sẽ là cái đầu rồng. Con cái nhà mình đang đi ở đây. Xưa có xe đâu, tại sao bà kia phải ngồi trên cái mấy ông này ông nhịn ngồi trên xe hả mày không? Cái này xe kéo bằng người kéo bằng trước. Nhưng mà kia là bê mà. Sao bên thì bê và bên thì kéo? Cái này ngồi cho dân thường. À, dân thường là ngồi được kéo cả. Cái này của. Cái này là cái bị pháp thôi, tiếp thu về chuộc 500 đô. Thế à? Khoảng mười mấy tỷ tiền Việt Nam đó. Ủa, cây vải kìa, hơn 200 tuổi hả chị? 500 nghìn là mười mấy tỷ mà. Chụp cái không? Chị nên bộ mẹ cả nhà gia đình không em chụp chứ.